Arthur tiếp tục đi theo con đường mà số phận của mình đã vạch ra theo khuôn mẫu của Jesus Christ và các tông đồ. Các hiệp sĩ bàn tròn đã thành lập một cộng đồng bí hiểm. Trong vai trò tối cao trong số các hiệp sĩ, Arthur chỉ huy những cận vệ trung thành của mình tìm kiếm chén thánh. Mọi người đều nói về những cánh tay phải đắc lực của nhà vua, và mỗi trong số họ đều được hưởng quyền tự do riêng của mình trong cộng đồng. Đó là những nỗ lực nhằm tạo nên một xã hội không có giai cấp. Nhưng điều đó là hoàn toàn duy tâm, hoàn toàn không tưởng. Theo những tác giả của các câu chuyện hư cấu về Arthur, điều này thể hiện ý muốn tuyên bố rằng những người có cùng chí hướng hay cả một xã hội có thể hoạt động với tư cách từng cá nhân riêng biệt. Mọi người có quyền tự do hành động và quyết định trong tập thể. Đầu tiên, ta hãy tìm hiểu xem điều gì khiến cho Arthur quyết định tập hợp các hiệp sĩ bàn tròn lại. Vào thời điểm câu chuyện được viết, châu Âu bị buộc phải chấp nhận một thất bại cực kỳ tồi tệ. Mảnh đất thánh ngay rơi vào tình cảnh bị xâm lấn bởi những người Hồi giáo. Thất bại nhục nhã, các chiến binh thập tự chinh trở về trong nỗi thất vọng, những giấc mơ bị tan vỡ và số phận bị đe dọa. Họ cần một ý nghĩa mới trong cuộc đời, và họ đã tìm thấy nó trong cuộc truy lùng chén thánh. Vua Arthur và các hiệp sĩ bàn tròn của ông đã không bao giờ tìm thấy chén thánh. Nếu thật sự chén thánh đã được mang tới châu Âu, hiện giờ nó đang ở đâu? Theo một nguồn tư liệu từ Rome, chén thánh đã có mặt tại Ý trong vòng 300 năm. The monk Saint Lawrence was the keeper of the Grail. Lại câu đấy rồi. Đã bảo vệ nó không bị hủy hoại trong suốt thời gian loạn lạc. Đến cuối thế kỷ thứ ba, người ta tin rằng Saint Lawrence đã mang chén thánh từ Ý về quê nhà ông ở vùng núi Pyrenees phía đông Tây Ban Nha. Phía dưới những dốc núi treo leo của dãy Pyrenees có rất nhiều hang động. Người ta cho rằng rất có thể đây là nơi linh vật được cất giấu. Đây là một địa điểm cất giấu hoàn hảo. Dãy núi chính là bức tường chắn tự nhiên. Từ đây, chuỗi sự kiện trong lịch sử đầy phức tạp của chén thánh có thể được hiểu một cách cặn kẽ hơn. Chúng ta có mặt ở đây, một vùng đất hẻo lánh được cho là nơi lưu giữ chén thánh để xem xét toàn bộ sự việc. Từ Trung Đông đến Rome, từ Rome đến Huesca tại vùng núi Pyrenees, từ đó đối diện với những kẻ xâm lược phương Nam rồi đến đây, một vùng đất rất hoang sơ. Do đó, rất có thể chén thánh đã được chọn nơi đây làm vị trí ẩn nấp của mình. Trong giai đoạn đỉnh cao của thời kỳ Trung Cổ, một làn sóng mộ đạo mới đã nổi lên. Ở cả hai bên dãy sườn núi Pyrenees, thôi thúc mọi người thực hiện các chuyến hành hương. Họ vẫn vượt qua những dãy núi cao và không có bản đồ chỉ dẫn. Con đường dẫn tới Santiago de Compostela. Các tín đồ ngày nay vẫn đi trên con đường hành hương cổ xưa. Nó thu hút các tín đồ đến từ khắp châu Âu. Họ đã dừng chân tại nhiều nhà thờ trên suốt chặng đường. Người ta được khuyến khích mang theo các linh vật cổ. Liệu chén thánh có nằm trong số các linh vật được sùng kính tại đây? Đầu thế kỷ 12, cuộc thập tự chinh rơi vào thoái trào. Theo truyền thuyết, các chiến binh trở về từ đất thánh đã mang theo một chiếc bình hai quai bí ẩn có chứa những giọt máu của Chúa Giê-xu. Liệu chiếc bình này có phải là chén thánh? Vào khoảng năm 1200, giả thuyết về sự hóa thân đã được giáo hội chấp nhận.
Điều đáng nói ở đây là rượu vàng và chiếc ly có chứa máu của Chúa Giê-xu. Và những câu chuyện tưởng tượng về chén thánh, ví dụ như Chrétien de Troyes và những tác phẩm khác nữa đã phổ biến học thuyết mới này ra toàn thế giới. Chính những câu chuyện hoang đường về chén thánh ban đầu là của những người ngoại đạo đã trở thành biểu tượng của đạo Cơ Đốc, đẩy mạnh những nghi lễ tôn vinh Chúa cứu thế và lễ ban phước lành. Nhưng không phải tất cả mọi người đều nhất trí với học thuyết mới này của Rome. Ở cách xa Rome, tại chân dãy Pyrenees là pháo đài Monsegur. Tại đây, những người theo đạo Cơ Đốc đã tìm nơi tạm trú. Họ chính là người Catha hay những người mộ đạo. Người Catha coi chế độ giáo hoàng của người La Mã chỉ là sự mê tín trần tục. Họ không chấp nhận giới tăng lữ của nhà thờ Thiên Chúa Giáo, những người đã bị mua chuộc bởi đám dân thường bất hảo. Thay vào đó, họ thuyết giảng về cảnh bần cùng và trở về với một đức tin giản dị. Theo truyền thuyết, những người Catha có liên quan đến một báu vật. Rất có thể đó là chén thánh, và họ cất giấu nó ở pháo đài Monsegur. Để cản trở những người dị giáo này, giáo hoàng đã mở một cuộc thập tự chinh chống lại người Catha. Vào mùa xuân năm 1244, hơn 200 người Catha đã bị đưa lên giàn hỏa thiêu, nhưng trước đó chén thánh đã được mang đến một nơi bí mật. Ngày nay, không có bằng chứng nào chứng minh rằng báu vật có liên quan đến người Catha là chén thánh. Và làm thế nào mà nó được đưa ra khỏi lâu đài bị vây hãm vẫn còn là một bí ẩn. Nhà thờ nhỏ này nằm trên con đường hành hương đến Santiago de Compostela ở Tây Ban Nha. Người ta nói rằng từ hàng thế kỷ này, hốc tường này đã cất giữ chén thánh. Vào thế kỷ thứ 12, rất nhiều câu chuyện tưởng tượng về chén thánh đã được sáng tác. Năm 1210, chiến binh Cơ Đốc giáo người Đức Wolfram von Eschenbach đã viết một bài thơ mô tả cuộc phiêu lưu của chàng hiệp sĩ Pestram. Wolfram coi chén thánh là một vật thể, một miếng đá với sức mạnh kỳ diệu. Cũng giống như chiếc sừng đã dùng làm đồ tế lễ, miếng đá này cúng tiến thực phẩm và những món quà vĩnh cửu. Người ta cho rằng những kiến thức tác giả có được là từ một người đàn ông tên là Kiot, một cách viết khác của từ Germ. Chúng tôi hy vọng sẽ tìm được những gì còn ẩn giấu trong con người có cái tên đầy bí ẩn này. Con tàu đưa chúng tôi đến Toledo, Tây Ban Nha. Vào thời kỳ đó, Toledo là trung tâm của các ngành khoa học và văn chương. Gia tài của hàng thế kỷ được tập hợp ở giáo đường thành phố. Các bản thảo viết tay bằng tiếng Ả Rập, Hebrew và Latin. Và ở nơi đây lưu giữ cả bằng chứng về tác giả nguyên gốc của câu chuyện về chén thánh. Trong một tài liệu từ thế kỷ thứ 12, chúng tôi bắt gặp một văn tự từ miền Nam nước Pháp. Tác giả ký tên Germ của Nabo, trong tiếng Latin là Nabonensis Volum. Nếu ông chính là người mà Wolfram nhắc đến, thì chắc chắn ông là Kiot bí ẩn, tác giả của bản gốc câu chuyện về chén thánh. Tài liệu này được đặt viết bởi Hoàng hậu Uraca, vợ vua Alfonso đệ nhất. Alfonso trị vì vùng Aragon và Nava khoảng giữa thế kỷ 12, thời điểm mà lòng sùng kính chén thánh đã lên tới cực điểm. Theo mô tả của Kiot, chúng tôi tới miền Tây của Tây Ban Nha để lần tìm manh mối. Đây là nhà thờ thánh Pedro ở một vùng của thị trấn nhỏ Huesca.
Vua Alfonso đệ nhất thường đến đây suy tư trong tĩnh lặng. Chúng ta biết rằng tại đây, chén thánh cũng được sùng kính trong một thời gian dài. Cái tên Alfonso trong tiếng Latin là Anfusios có liên quan đến Anfortas. Đến lượt nó, Anfortas lại là tên vị vua trong câu chuyện về chén thánh. Vậy có phải người trị vì xứ Aragon và Nava chính là nguyên mẫu của người lưu giữ những chén thánh trong câu chuyện? Và cuộc đời cũng như triều đại của ông có gì là vĩnh viễn như trong bài thơ về chén thánh? Còn một điểm giống nhau nữa. Cũng giống như vua Alfonso đệ nhất trong lịch sử, rút lui về lâu đài trong mảnh đất của căn phòng định mệnh vào những ngày cuối đời. Vị hoàng đế gìn giữ chén thánh Anfortas cũng chờ đợi được giải thoát khỏi những cơn đau đớn dày vò. Chỉ có một người duy nhất có thể cứu họ khỏi nỗi thống khổ, đó là người sẽ lưu giữ chén thánh trong tương lai, Percival. Trong câu chuyện về chén thánh, Percival đã có một cuộc hành trình kéo dài hàng năm trời trước khi tìm ra lâu đài bí ẩn của Anfortas.